xin chào tất cả các anh chị ạ à. ừ, hôm nay tôi xin chia sẻ với các anh chị về dịch vụ của công ty giúp việt tốt vn các anh chị nhé à, hiện nay công ty chúng tôi chuyên cung cấp gói dịch vụ giúp việt theo giờ tại tất cả các quận của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh bao gồm có hai gói đó là gói dùng lẻ và gói dùng định kỳ để đặt dịch vụ thì có hai cách một là các anh chị gọi vào số hotline của công ty hai là các anh chị tải app để đặt dịch vụ các anh chị nhé